Sáng 6 tháng 1, tại Hà Nội diễn ra lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2022 và được cao điểm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên Đán nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022. Nhiều buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022.Ùn tắc giao thông từng bước được kiểm soát. Kết quả như trên xuất phát từ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đúng đắn và hiệu quả của các ngành các cấp. Theo Phó Thủ tướng thường trực, năm an toàn giao thông 2022 có chủ đề là xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 mục tiêu chính. Đó là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ung tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ung tắc giao thông trong bối cảnh dịch bệnh. Không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cũng đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông 2022, đặc biệt là đảm bảo trực tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022. Trong đó, các bên liên quan lưu ý chỉnh trang, hoàn thiện, bảo đảm an toàn kết cấu giao thông gắn với tổ chức tốt công tác vận tải hàng hóa, hành khách, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng dịch, không để bất kỳ người dân nào không được về quê ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ nhân dịp này phó thủ tướng thường trực cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy xe đạp điện bởi lẽ đây là hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông làm tăng tỷ lệ thương vong trong dịp lễ tết